Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú anh chị và các bạn lại quay trở về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay Lan đi chợ nữa nè ông bà cô chú. Rất là nhiều người hỏi Lan là tại sao mà cái giọng lồng tiếng với lại cái giọng nói ở bên ngoài lại khác nhau. Thì hôm nay Lan cũng trả lời luôn, Lan cũng không biết là tại sao như vậy. Lồng tiếng như thế này nè, thường thì Lan ngồi ở trong phòng, coi như là nói chuyện một mình đó ông bà cô chú. Cho nên là cái giọng nó đầm lại, hoặc là như thế nào Lan cũng không biết luôn. Hôm nay thì Lan không có đi siêu thị nữa nha, Lan hôm nay sẽ đi chợ. Ở đây thì người ta lập chợ giống y chang như là ở Việt Nam vậy đó ông bà cô chú. Cũng có những tiệm bách hóa nhỏ nè, nhưng ở chỗ quê chồng Lan người ta bán thịt bò rất là nhiều nha. Đáng đến nỗi mà siêu thị không dám trưng bày luôn đó ông bà cô chú. Mãi lạng chín mà. Chứ mà tôi. Thôi, lạng chín ba nè. Thôi tôi có là bà. Hả? Dì đó lạng chín nè. Ui đi, dâu mà thịa đi dâu. Chơi chơi, sản dụng tất cả chơi. Hôm qua thì Vương Lan có đăng một cái video làm sinh nhật cho Bảo Sinh. Bảo Sinh mua cho Lan một cái lò nướng với vài cái dụng cụ gia dụng á. Thì có một cô đã hiểu lầm Lan, bảo Lan là không tiền tổ chức sinh nhật mà có tiền mua đồ làm bánh. Vương Lan giả dối lắm. Thực sự thì từ đầu tới cuối Lan cũng không có nói là không có tiền tổ chức sinh nhật, mà Lan chỉ nói là Bảo Sinh tiết kiệm thôi ông bà cô chú. Bảo Sinh có thể là hy sinh cho mẹ, cho vợ hoặc là cho con, chứ còn bản thân có ảnh là ảnh chưa bao giờ mua cho bản thân ảnh một thứ gì, kể cả thuốc lá cũng không hút, rượu cũng không uống, cũng không ăn trầu. Mấy năm về trước thì Bảo Sinh cũng có mê mặt trượt, nhưng Bảo Sinh cũng không có đem tiền để đi đánh mặt trượt, toàn là đánh mặt trượt với lại mấy người bạn cùng làng thôi à. Thật ra mà nói thì nếu Bảo Sinh mà không đủ tốt thì Lan cũng không ở bên Trung Quốc được cho đến ngày hôm nay. Mà nó cứ căng căng chẳng là quân. Nó cứ chơi cơ, chơi cơ căng chẳng ta ơi. Nè, xuống ra. Hoa nhóc cũng ngồi chú. Con chó bị chạy. Hả? Ê, hoa này giống hoa cúc thôi. Cháu bây giờ. Cháu bây giờ sao? Cháu thấy chưa? Cô. Cháu cô. Còn ở chỗ Lan á, muốn trồng hoa thì mình cứ đi ra ngoài đường mình hái đem về. Hôm nay hái rất là nhiều luôn nè ông bà cô chú. Cái hoa này nè ông bà cô chú, là không biết hoa gì đó, cũng rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Đó. Lan hái đem về để trồng. Có hồ chị không? Ê. Gia lý khơ bài là. Ở chỗ của Lan muốn trồng hoa thì cũng không khó gì. Lan sẵn tiện đi chợ xong rồi á, Lan ghé ở dọc đường đông bà cô chú hái hoa về trồng luôn. Ở bên này thì rất là nhiều loại hoa, kể cả hoa hồng nữa ông bà cô chú. Ở bên đây á, thì người ta trồng ở những cái khuôn viên rất là nhiều. Mình cũng có thể xin về á, để mình gây giống lên ông bà cô chú. Mua hoa về á thì Lan á sẽ bỏ vô những cái chậu. Lan cũng có lên mạng á mua mấy cái chậu gầy giống nhỏ nhỏ á. Những cái hoa màu vàng màu đỏ đó là Lan trồng lâu rồi. Còn mấy cái bụi hoa này á thì mới nè, cho nên là nó hơi úa hơn người ta một tí. Còn Bảo Sinh nè, đi chợ xong á là về đi làm liền. Bây giờ Bảo Sinh không có thể thở nữa,
Cho nên là cứ một mình cặm cụi như thế này nè ông bà cô chú. Chính hay giao vô bằng mạng hả? Vô à. Băng là hả? Tôi xuất được của tôi thì tôi cầu cái này qua. Nó tự hay sao? Đây, bữa hôm qua thấy là chị dâu hàng xóm á, bà cô chú đem qua cho một ít trứng gà. Đây là trứng gà ta vừa cô chú, trứng gà mà vườn á đó. Bữa nay thì Lan sẽ đem trứng gà này nè để Lan làm một bữa thịt kho tàu nha bà cô chú. Bây giờ Lan sẽ lấy cái trứng gà này để mình làm một bữa thịt kho tàu xem là bạn bổ sinh á ăn rồi có phản ứng như thế nào nha bà cô chú. Thật sự ra thì bên Trung Quốc này thì cũng có thịt kho tàu nha cả nhà, nhưng không biết là sự khác biệt của nó như thế nào nha. Bây giờ thì cùng vào bếp làm với Lan để xem bổ sinh thử thức và cảm nhận như thế nào nha bà cô chú. Lan sẽ rửa cho thiệt sạch, do là trứng gà vườn đó cả nhà nên là nó đẻ hơi bị dơ, chưa có qua xử lý. Bây giờ ra sẽ xử lý nha. Hai đứa thì chắc là ăn khoảng chừng 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 9 thôi nha. Kho là không thấy có thể ăn được mấy ngày. Miếng thịt này lúc nãy là Lan mua 1,4 kg Việt Nam mình. Ở bên Trung Quốc là 13 tệ nửa ký. Cái cục thịt này là 1,4 kg Việt Nam, khoảng 126.000 tiền Việt Nam mình đó ông bà cô chú. Lấy cái cục này làm nè ông bà cô chú. Cái cục này lông nè. Lan xúc ra trước. Nếu mà thịt kho tàu á thì mình xắt cục bự á nó sẽ ngon. Lúc trước thì Lan ở với ba mẹ chỉ Lan như vậy đâu mà cô chú. Xắt cục khoảng cỡ này. Sẽ cho vào đây một ít gừng. Sẽ cho vào đây một tí xíu muối. Để mình sẽ rửa thêm một lần nữa rồi cô chú. Loại hành củ nhỏ nhỏ đó thì nhà Lan cũng có, cho nên là thay vào đó thì Lan sẽ dùng cái củ hành này, củ hành tây bự. Cái
hai cây ai. Tỏi nè, củ hành nè, với lại ớt là bỏ vô đây là xay. Hôm trước á, mua cái máy xay kia kìa, nó rẻ lắm, có mấy chục ngàn à. Mua có mấy chục ngàn, về xay á, một bữa nó bị hư rồi. Lan vừa mới mua thêm cái máy này nè, xài rất là bền luôn đó ông bà cô chú. Đúng là tiền nào của nấy. Lan nào giờ Lan không có biết nấu ăn đâu ông bà cô chú. Cấp này á, nghe lời góp ý của ông bà cô chú anh chị á, góp ý cho Lan rất là nhiều. Nhân cái cơ hội mà Lan về quê để tiếp bảo sinh làm nhà, thì một bên tiếp nhà một bên á, Lan tập nấu ăn luôn đó ông bà cô chú. Ở dưới quê thì cái gì nó cũng rẻ hơn thành phố, cho nên là Lan á, quyết định đầu tư một tí xíu cho video nha. Và cũng có thể học được rất là nhiều món ăn. Để khi mà lên thành phố với bà cháu Tiểu Huệ thì lâu lâu là cũng chỗ tài một hai món ăn đó ông bà cô chú, cho bà cháu Tiểu Huệ thưởng thức. Nước màu, còn Lan bên này thì không dùng nước màu nha bà cô chú. Cái này là Lan dùng hắc xì dầu. Để tí nữa Lan ướp lên thịt á, cho cái màu nó sẽ tuyệt là đẹp nha. Bây giờ thịt thì Lan đã rửa sạch hết trơn rồi, Lan cũng thấm cho nó thiệt khô rồi ông bà cô chú. Lan sẽ bỏ hết cái gia vị này vô đây. Cái hỗn hợp có sẵn của Lan á, Lan bỏ hết vô đây để mình ướp nha. Lan không giống như người ta làm cầu kỳ phải ướp từng cục đâu. Cứ bỏ vô đây rồi trộn nha. Bữa nấu cũng ở nhà ăn mà chứ nấu ai ăn đâu đúng không bà cô chú. Nấu cũng kiểu như làm cảm thấy nó vừa phải là được rồi, làm cầu kỳ quá mất thời gian. Giúp Lan nhậm lửa được rồi nè. Này mắt của bảo sinh khỏe luôn rồi một cô chú. Những ngày đầu Lan hết hồn chứ. Bữa nay khỏe rất là nhiều người lắm cả nhà ơi. Hôm qua thì Lan có làm bánh á, mang bao tay. Ông bà cô chú anh chị cứ hiểu lầm mới là một cái bao tay mà Lan làm rất là nhiều việc. Do Lan mua bao tay á, nó giống nhau đó cả nhà. Bao tay nào rửa chén á, thì Lan để rửa chén nha. Còn bao tay nào á, để nấu ăn thì mới nấu ăn. Do nó cùng một màu đó, cho nên là cả nhà không phân biệt ra rõ. Bây giờ trứng gà Lan cũng luộc ra rồi nè. Bây giờ thì cũng chiều rồi, cho nên là bảo sinh cũng dừng tay một tí. Do giờ này bảo sinh cũng đói rồi đó ông bà cô chú. Bảo xin vào để phụ Lan lột trứng ra nè. Thì cả nhà ơi, thịt Lan đã ướp xong rồi nha. Bây giờ thì mình bắt đầu vô là mình nấu này nha ông bà cô chú. Bây giờ thì Lan sẽ chuẩn bị vô kho nha ông bà cô chú. Thì thịt ướp xong rồi cho nên là Lan không có cần phải cháy mỡ tỏi nữa cả nhà. Rước ra mẹ Lan ở Việt Nam cũng vậy. Kho cho nó săn luôn. Bây giờ thịt nó săn như thế này rồi, Lan đổ nước vô nha bụi. Nước ấm. Nước ấm. Cho lại nha, chặn nha. Ở chờ cá rồi. Hôm giờ ông bà cô chú cứ thắc mắc là sao vợ chồng Vương Lan á sửa nhà lâu vậy. Thì hôm nay á, Lan cũng trả lời thắc mắc của ông bà cô chú luôn. Nhà Lan phải dời nguyên một cái bếp đó ông bà cô chú, rồi dời một cái cửa nữa. Trong khi đó thì có hai vợ chồng à, cho nên là nó hơi chậm. Hôm bữa thì bảo sinh á, bị tai nạn cũng chỉ kêu thợ có 2 ngày thôi. Chứ mà bảo sinh khỏe á, thì Lan và bảo sinh tự làm hết đó ông bà cô chú. Rồi cả nhà thấy cái bao tay này á, cũng đừng có hiểu lầm là bao tay ở trong bếp của Lan nha. Cái bao tay này á, là rộng hơn cái bao tay ở trong bếp.
Do hành lang mua nó giống giống nhau ông bà cô chú, mọi người nhìn rất là khó phân biệt. Cái thời gian chờ đợi kho thịt thì hai đứa đi ra ngoài này làm tiếp. Chiều nay nè, gắn tô hết trơn luôn cho xong bức tường đó ông bà cô chú. Hôm nay trời nắng không bà cô chú, nóng cực kỳ nóng luôn. Từ giờ trở ra về sau là hết lạnh rồi nha. Trước khi mà ảnh tô với ông bà cô chú thì ảnh sẽ làm cho nó ướt hết đó, sau đó thì ảnh mới tô lên như vậy thì cái hồ này nó sẽ bám vô trong tường ông bà cô chú. Hả? Lâu không? Rảnh ra rồi, quý chồng ơi, nếu chơi rảnh chùa, nếu chơi rảnh chùa, chơi hẳn man này. Làm cái đôi, đây đôi sẹo sẽ tổng cái đôi. À, chơi chơi ai sẽ sẹo sẽ bị em chua. Chơi 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 chơi. Bây giờ thì nhà thờ dịch kho có lẽ còn ok ở đây ông bà cô chú. Do là nãy giờ Lan đi phụ bổ sinh đó, cho nên là kho cái nồi thịt nó cạn nước luôn rồi. Nhưng mà giờ này thì cũng đói rồi, nên là Lan quyết định dọn cơm cho bổ sinh ăn luôn ông bà cô chú. Hôm sau rau của chú Hồ là gì khác ta? Hả? Hôm nay thì đã ăn là bí xào nè ông bà cô chú. Bí non xào dưa chua, rau cần nước với lại là dưa chua măng. Rồi cái món này là món thịt kho tàu của Lan á, nhìn không được đẹp mắt. Mà bữa nay thì Lan cũng đã hết, nói chung là Lan đã cố gắng hết sức rồi. Á? À?
Mệt lắm rồi ông bà cô chú ơi, giờ này thì mà ông bà cô chú ăn cơm. Đó mời ông bà cô chú anh chị cũng ăn cơm với Lam cái Bảo Sinh nha. À, hôm nay thì cũng chỉ có bao nhiêu món này thôi à. Ừ. Cái món này á là cái món món gì? Giảng chan muối. Là không biết cái gì nữa. Nói chung là nó giống như là cái củ chuối ở miền Tây mình đó ông bà cô chú. Không. Ngon hả? Tự ăn luôn ông bà cô chú. Cái này ta chưa biên là xong luôn không? Chưa quả cỏ là thêm. Bây giờ thì ăn dưa chua, một cô chú ăn dưa chua chấm với lại là chấm với lại thịt kho, ăn thử coi là chóng gì đi. Ăn chứ, 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 ăn ngon. Là cái này á, cái dưa muối này nè, bà cô chú đang làm thì hơi bị cay nha. Do là ở bên này người ta làm như vậy đó, mình làm theo thì nó hơi bị cay. Chán chưa kinh nào. Nhưng mà mình không muốn nó cay á thì gọi bỏ bịch ớt vô một chút, bữa nay ăn được ngon lắm luôn. À, nhị kinh ta cha thứ chi hả sao? Trung của dễ dùng cho cơ thể mà. Dùng, thứ tốt mà hảo à. Trung của tốt chính là thèm đi, hay thèm đi. Hay thèm là. Nó vừa chua nó thèm với thèm. Thôi, cho cái vị đó mà. Anh khen ra làm ngon đó ông bà cô chú. Cái bị chúng tôi cho hay hảo chứ. Chân đó. Anh nói là bà tôi đi ra coi kìa. So với so với thịt của tàu ở Trung Quốc ngon hơn nhau bà cô chú. Hả? Trung Quốc chua rau ngân nhỉ, hảo hơn. Trung Quốc chua rau ngân, dính nè. Anh bảo là thịt kho tàu của Việt Nam mình nó mềm, ăn rất là ngon. Còn thịt kho tàu của Trung Quốc thì nó hơi cứng ông bà cô chú. Đang cái nước ra này. Do là Lan mới có kho một nước ông bà cô chú. Cho nên là nó chưa có dán cái mỡ lên nha. Cái thịt kho tàu này thì phải kho từ 2 nước hoặc là mình kho thật là lâu á. Cái này thì Lan chỉ kho có 3 tiếng ông bà cô chú. 2 tiếng mấy hơn 3 tiếng nó chưa có dán cái mỡ lên. Làm sáng giờ mệt ông bà cô chú, bây giờ mới có một hạt cơm vô họng á. Sáng giờ thì ăn cháo trắng nha, ăn cháo trắng không làm tới giờ. Do là mình ơn á, có không? Mình ơn hai vợ chồng làm, cho nên làm cái gì cũng không có kịp á. Ngon. Ngon thật luôn á. Ăn dưa chua rau cần. Ăn với thịt kho tàu. Ngon. Giống như là mùi vị quê hương luôn mà. Chị coi của sẽ. Rồi đi thôi. Chị sao? Nè, có ai đi chua cho đi. Có là chị đi nha, chị đi ra. Cô này, có ai đi chua. Chưa ra. Ê. Chưa ra. Giờ này thì cũng là 4 giờ mấy chiều rồi ông bà cô chú. Hai bé hàng xóm thì đi học cũng về. Bảo Sinh vừa ăn rồi á thì hai bé lại đi qua chơi. Lan thấy vậy á, Lan rủ hai bé ăn thịt kho tàu luôn ông bà cô chú. Đấy. Mẹ cho mẹ đi chua đó. Mẹ mẹ cho mẹ hồi xíu sự. Ta cho yêu của chứ mẹ chưa. Bye bye cô. Bye bye. Ăn ngon quá ông bà cô chú lấy hai cái luôn. Ăn ngon quá, qua lấy hai cái trứng luôn. Trứng này là của mẹ bé qua đem qua cho Lan á, bà cô chú. Rất là dễ thương luôn. Cái chị dâu mà bữa hôm mà Lan qua bên đó sửa nhà tiếp đó, bà cô chú. Bảo Sinh á thì lúc nào cũng ăn cơm trước Lan hết trơn á. Anh ăn cơm rất là nhanh ông bà cô chú. Lan lúc nào á là ăn cơm cũng ở sau cùng. Cho nên là Lan á không có quay video mà Lan quay hết mâm cơm là như vậy đó cả nhà. Video của Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Hôm nay với món thịt kho tàu, ông bà cô chú cho Lan được bao nhiêu điểm nè? Lan cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều.